phim Nhân Gian Tử Ái. Tập 13. Ê, nè, nè, cô lại làm gì nữa vậy? Không làm gì cả, cô hai. Cô xem, đến rồi, xin mời. Mở cửa đi. Châu Châu, hai tay của tôi đều đang bận rộn, tôi vác nhiều đồ như vậy, cô mở cửa thì có làm sao đâu. Ồ, tôi quên mất, tôi quên mất. Nè, 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 tôi cầm giùm cho cô. Hả? Ôi trời ơi, vác nhiều đồ như vậy mệt quá ha, mệt quá. Cô mà mở cửa ra đi. Tôi trở về rồi. Không ngờ Cửu Muội là cô gái đơn giản như vậy, còn Kim Châu lại giỏi thôn tính. Tôi trở về rồi. Cửu Muội, mệt chết tôi rồi. Cô không cần lo cho tôi, cô nghỉ ngơi cho khỏe đi. Thôi được, Cửu Muội. Wow. Tôi cảm thấy cô xem lời nói của tôi như gió thoảng qua nè, tay. Đi tôi, đi tôi. Tôi kêu cô đi theo làm gì? Để vác đồ đó. Cô nhìn xem, cô đi về bằng tay không hay sao? Không phải như vậy đâu mà, giờ đồ đi ở ngoài đường. Ha! Người đàn bà này giỏi thôn tính thiệt đó. Trời. Ê, nè, nè, cái gì vậy? Nè, nè, tránh ra đi. Cho nó ngồi xuống, cho nó ngồi xuống đi. Mau, 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 mau. Trời ơi, mệt lắm phải không? Trời ơi, cô cũng vậy. Rõ ràng cô biết sức khỏe của Kim Châu yếu ớt, sao cô không cảm thông chia sẻ vậy? Nè, sao lại không có chứ? Vừa rồi đi ở ngoài đường. Thôi được rồi, tôi không nói nữa đâu. Cái ả Kim Châu này rõ ràng là có sức mạnh phi thường mà, chẳng qua ả giả vờ qua mặt mọi người thôi. Cô nói vậy là sao? Kim Châu rõ ràng là một vị tiểu thư, nhưng cô lại bắt nó làm công việc a hoàng. Phu nhân à, nè, các người không chịu tin chứ gì? Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Được, cô về phòng tôi đi. Thử cho các người coi. Cô rất là ngang cô ngược mà. Cô làm gì vậy? Nè, rõ ràng cô có thể đỡ nổi, sao cô lại không đỡ? Nè, đột nhiên cô quăng cái bàn qua đây, sao tôi có thể đỡ được chứ? Sao cô đối xử với tôi như vậy? Rõ ràng là cô ăn hiếp tôi đó. Được, cô cứ giả bộ đi, cô giỏi lắm đó. Phu nhân. Mau, 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 đuổi ả đi khỏi đây cô... đi. Ê, chuyện này để ta. Cô đó, nè, đi theo tôi. Làm gì vậy? Buông tay ra, 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 buông tay ra. Quỳnh sao vậy, không tin tôi hả? Không phải, tôi và Kim Châu quen nhau từ nhỏ, tôi quá hiểu cô ấy. Cô ấy rõ ràng rất yếu ớt, sao cô lại vu khống cho cô ấy chứ? Cô không nên làm như vậy. Vu khống? Tôi vu khống hả? Hả? Tôi đã dùng cặp mắt này chứng kiến tận mắt ả có thể chống nổi đóng giải cả trăm cơn luôn đó. Tôi gạt mấy người làm gì chứ? Tại sao cô lại vô cớ gây hấn vậy? Tôi vô cớ gây hấn? Được, 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 được. Nói vậy là không ai tin tôi chứ gì? Được, vậy tôi tìm cách chứng minh tôi không có nói dối cho mấy người coi. Nè, 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 hay là vậy đi, hả? Chúng ta đánh cược với nhau. Được rồi, đánh cược sao đây? Xem Kim Châu có sức mạnh như cô nói hay không. Người nào thua thì phải làm khỉ đột đi dạo phố chợ. Thôi được, Quynh đừng hối hận nha. Nè, quân tử Nhất Ngôn. Đúng là ngây thơ. Nè, vậy chúng ta hứa chắc nha. Nhất Ngôn khí xuất, tứ mã nan truy. Hey. Ê, đúng là tức chết đi được mà. Cửu Muội vì thể chất yếu ớt của Kim Châu mà đòi đánh cực với tôi, đúng là vô cớ gây hấn. Tức chết đi được, tức chết đi được. Trời ơi thiếu gia à, Quynh đừng có giận nữa. Hai người cãi nhau ra cãi nhau, nhưng mà đừng có bao giờ đánh cược như vậy. Đánh cược sẽ ảnh hưởng tới tình cảm đó. Nói chung Cửu Muội sẽ thua chắc. Cậu chống mắt mà coi. Tới lúc đó cô ấy sẽ phải giả làm khỉ đột đi dạo phố chợ. Chẳng phải hai người đó sẽ tâm đầu ý hợp sao? Sao lại có chuyện cãi nhau như vậy chứ? Quỳnh ấy ngang nhiên vì Kim Châu mà đánh cược với tôi sao? Tức chết đi được mà. Cửu Muội. Chuyện gì? Tôi thấy hình như cô không được vui lắm. Có phải là có chuyện gì buồn hay không? Nếu có, cô cứ thổ lộ ra với tôi. Ủa, bộ hai chúng ta thân lắm hay sao? Hả? À, tại tôi mạo muội. Nếu có chuyện gì quấy rầy đến cô nương, mong cô hãy bỏ qua cho. Tôi đi trước. À, không cần đâu, để tôi đi được rồi. Cửu Muội quả nhiên có khác. Chờ mình từ Tư Thục trở về, nhất định phải có cơ hội cạnh tranh công bằng với Tứ Hỷ. Ê, thiếu gia. Ừ? Qua xin lỗi một tiếng đi.
Vũ Muội ơi, cô đừng có giận nữa. Tôi cảm thấy hai người bắt tay giảng hòa là được rồi. Đi. Ê trời ơi, hai người làm ơn đừng có giận nữa được không? Hai người định giận tới khi nào đây? Còn đánh cược gì nữa? Mau bãi bỏ đi, đừng có giận nhau nữa. Hả? Hả? Hay là như vậy nè. Tôi đếm 1, 2, 3. Hai người cùng nói xin lỗi đối phương nha. Như vậy sẽ không sợ mất mặt nữa. Hai người hai người không chịu lên tiếng, tôi coi như là hai người đồng ý rồi. Tôi đếm nha. 1, 2, 3. Thôi đi. Có chuyện gì hả? Đặt cược đi. Cái gì? Tôi cũng đặt cược sao? Đúng vậy. Sao Quỳnh nói theo tôi vậy? Tôi đâu có. Dương Tuấn, cậu có phải huynh đệ của tôi không? Tất nhiên rồi. Vậy chắc chắn cậu sẽ đứng về phe của tôi, chứng minh Kim Châu chân yếu tay mềm có đúng không? Dương Tuấn, Quỳnh có phải là bạn của tôi không? Quỳnh tự cân nhắc đi. Nè Dương Tuấn. Hả? Cậu tránh ra đi. Cậu trọng sắc cái bản, thấy lợi quên kìa. Tôi đã nhìn thấy rõ bộ mặt thật của cậu rồi. Cậu khiến tôi quá thất vọng, khiến tôi quá thất vọng đi mà. Thiếu gia, tôi xin lỗi, cậu, tôi xin lỗi thiếu gia. Tôi không biết nên nói cậu như thế nào cho đúng gia, nữa. Thiếu gia, trời thiếu gia, đừng có đi đây. Thiếu gia, có chuyện gì? Thiếu gia, vừa rồi tôi đã bói cho cậu một quẻ rồi. Cửu muội đang gặp vận may, cho nên cô ấy không có thua. Cho nên thiếu gia, cậu nghe lời tôi khuyên đi. Khoảng thời gian này cậu nhất định phải tranh thủ tập chạy, nếu không á thì tranh thủ học dĩ dung thuật. Như vậy cậu thua làm khỉ đi dạo phố chợ, người ta sẽ không nhận ra cậu. Cậu nghĩ như vậy tốt không? Đồ vô nghĩa khí kia. Làm gì vậy? Nín đi, nín đi. Dương Tuấn đây chỉ đưa ra sự lựa chọn sáng suốt nhất mà thôi. Ngoan nha, nín đi ha. Ngoan ngoan ngoan. Nói mau, nên thử sức lực của Kim Châu như thế nào? Tôi đã nghĩ ra được một cách hay rồi nè. Sao không, sao không? Đợi đã. Được. Tiểu Ngữ, chứng bệnh do Hoàng Nguyên Yên gây ra đã khỏi hẳn chưa? Khỏi chưa. Xem ra cô chưa hoàn toàn hồi phục đâu. Vậy tại sao cô lại nôn nóng dẫn tôi xuống tầng hầm giúp tôi tìm pháp bảo để đối phó Cửu Muội vậy? Tôi đang lo như vậy liệu có ảnh hưởng sự hồi phục của cô hay không? Chị có không? Không có. Tôi không hỏi cô nữa. Chị có không? Không có. Chị có không? Không. Là không có chị phải không? Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Ý của cô muốn nói bây giờ cô giúp tôi đối phó Cửu Muội, không ảnh hưởng đến chuyện hồi phục sức khỏe. Vậy là tốt. Nè nè, tiếp tục. Đấy. Coi. Đồ da của cô thật là quá lợi hại. Chỗ này khiến tôi qua mắt đó. Tôi nói Tiểu Ngữ à, nhiều pháp bảo như vậy, rốt cuộc tôi nên chọn món nào đây? Nó chọn tôi. Cái này là áp hồ đỉnh. Cô chọn áp hồ đỉnh hả? Dạ, đây là một trong những pháp bảo lừng danh của cha cô đó. Tôi nghe Tứ Hỷ nói áp hồ đỉnh rất khó để luyện tập, luyện không đúng sẽ bị thiệt mạng đó. Sát. Cô muốn dùng áp hồ đỉnh hạ sát của muội? Tiểu Ngữ, cô nghĩa khí lắm. Tôi cảm động lắm, tôi cảm động lắm. Nhưng mà cho dù cô trả thù cho tôi, cô cũng đâu cần nhẫn tâm như vậy. Tôi cảm thấy nè. Vừa rồi tôi nhìn thấy pháp bảo này. Cô có biết không, cái này có thể phun ra mực đó. Nếu như tôi có thể phun mực lên mặt của Cửu Muội, cô nghĩ xem như vậy có vui không? Tiểu Ngữ, cô sao vậy?
thù căm của tôi. Tôi Ngữ Lưu chả phải thù có. Tiểu Hắc Tiểu, nè, qua đây với tôi hả? Cú chít, cú chít, cú chít. Ý, thiếu gia đã ở đây hả? Thả ta ra đi. Ai à, Tiểu Hắc Tiểu, Tiểu Hắc Tiểu, tôi biết cậu có nghĩa khí nhất, lo cho bạn bè nhất, không như những kẻ khác trọng sắc khinh bạn, thật khiến tôi quá thất vọng luôn á. Ê. Thả ta ra, thả ta ra, thả đi. Ồ. Nói quên đó. Ý, tới rồi à. Thiếu gia. À, thiếu gia, bùa hộ mệnh của cậu đẹp thiệt đó. Hả? Hả? Cậu muốn xem không? À, cũng được. Không được. À, cậu đừng tưởng nó nhỏ con nha. Thiên trinh trong Hắc Thi Lâm nhìn thấy nó cũng sợ chết khiếp luôn đó. Quá lợi hại, quá lợi hại. Theo tôi nghĩ có lẽ do xưa nay thiếu gia lòng dạ hiền lành, cho nên mới có món quà từ trên trời rơi xuống như vậy. Đó là do ông trời chiếu cố cho thiếu gia và phù hộ cho thiếu gia đó. Đúng đó thiếu gia, huynh đúng là quá tài giỏi luôn đó. Thiếu gia, hôm qua chúng ta đã bàn về phải thăm dò cô Kim Châu đó. Nếu như không có chuyện gì nữa, chúng ta có thể bắt đầu được. Được thôi, thử bằng cách nào đây? À, chúng tôi đã nghĩ ra được một cách rồi nè. Đó chính là huynh rủ Kim Châu ra ngoài. Hai người ra ngoại ô để dạo chơi với nhau. Sau đó chúng tôi thả một con rắn giả đi ngang qua bên đó. Huynh giả giờ bị rắn cắn và trúng cực độc. Trong lúc khẩn cấp đó, Kim Châu chắc chắn sẽ cõng huynh lên liền. Như vậy có thể chứng minh Kim Châu có sức mạnh phi thường. Cô kêu tôi đi gạt người ta. Kim Châu và tôi thân như huynh muội, sao tôi có thể gạt cô ấy? Không được, không được. Ê, đúng rồi, đúng rồi. Cô muội à, nếu như thiếu gia không có đồng ý á, vậy tôi nghĩ cô hãy bỏ qua đi ha. Huynh nói cũng rất là đúng đó. Dù sao thì làm chuyện lừa gạt người ta cũng không phải là tốt lành gì, có đúng phải không? Vậy. Nhưng mà thiếu gia cũng đã từng đánh cược với tôi rồi. Nếu như huynh ấy mà đòi bỏ cuộc như vậy. À, hay lắm, đơn giản thôi. Vậy bây giờ huynh lập tức cải trang thành khỉ đi dạo phố chợ đi. Mau lên, mau lên, mau lên, mau đi đi. Ai nói tôi bỏ cuộc vậy? Hả? Chẳng qua tôi nói cách của cô lừa gạt người ta là không được thật hả? Chẳng lẽ không thể đổi cách khác sao? Được thôi, huynh muốn đổi cách khác thì mình đổi cách khác. Tôi nghĩ không ra. Thiếu gia, huynh đó, tôi nghĩ ra một cách thì huynh nói là không được. Tôi kêu huynh nghĩ cách khác thì huynh lại nghĩ không ra được cách nào hết, nhưng lại bác bỏ cách của tôi. Thiếu gia, cách của tôi tuyệt đối là cách hay nhất ở trên thế gian này rồi đó. Tại vì liên quan tới mạng sống của huynh, trong lúc khẩn cấp nhất, ả không thể nào bỏ mặc cho huynh nằm ở đó mà chết luôn được. Tới lúc đó tôi có thể rửa được quan này rồi. Trời ơi, có được không vậy? Được không? Ê, vậy thôi, được thôi, được thôi, được. Cô đã quyết làm như vậy, vậy tôi phối hợp với cô thôi. Ê, nhưng mà mít lòng trước đặng lòng sau nha. Nếu như vì cuộc hẹn hò lần này tôi và Kim Châu phát triển vượt bậc đó hả? Cô không được ghen nha. Không có lý nào tôi lại ghen chứ. Không đâu, huynh yên tâm đi, cứ đi đi. Nè, tôi hẹn hò với cô gái khác, cô không ghen hay sao? Tứ Hỷ à, làm sao mà tôi không ghen cho được chứ. Nhưng mà liên quan tới sự trong sạch của tôi, tôi xem trọng hơn là việc bị huynh hiểu lầm đó. Huynh có hiểu hay không vậy? Huynh hiểu không hả? Trời ơi, được rồi, được rồi, được rồi. Tôi không phải là hạng người dễ sa ngã đâu. Ê, tôi nói trước nha, chúng ta đánh cược không cần biết ai ăn ai thua, đều không thể tổn hại tới tình cảm của chúng ta đó. Đương nhiên là không được rồi, đương nhiên không được rồi. Vậy chúng ta móc méo hứa với nhau, tôi không muốn cô trả lời đâu. Được. Được rồi, được rồi, được rồi. Hay là tôi làm trọng tài cho hai vị nha. Hả? Không dám làm phiền cậu đâu. Móc méo, móc méo, 100 năm không được đổi ý. Vậy bây giờ huynh mau chóng rủ Kim Châu đi đi. Vậy tôi đi rủ Kim Châu nha. Đi mau. Vậy tôi đi nha. Mau đi. Đi đi. May mắn nha. Thiếu gia đi thông thả. Huynh cho tôi xin đi. Lần sau có nịnh bợ thì nịnh cho giống một chút xíu giùm tôi đi mà. Tôi ớn quá à. Tôi...
bao. Đi đi, mau lên. Ê trời ơi, Kim Châu. Ê, thiếu gia, sao Quỳnh lại đến đây? À, tôi tới xem cô đang bận việc gì thôi. Tôi thấy dạo này thiếu gia không được ngon miệng, cho nên tôi đã chỉ thiếu gia mà chế biến món điểm tâm mới để thiếu gia ăn thử nè. Nè nè nè, thiếu gia. Wow. Không biết Kim Châu có vinh hạnh hay không đích thân hầu hạ thiếu gia ăn thử một miếng. Ê, không? Không cần. Quỳnh chê tôi hay chê điểm tâm của tôi vậy? Đều không phải. Chẳng qua tôi cảm thấy ăn một món ngon như vậy nhất định phải đến một chỗ rất lý tưởng để ăn. Ờ, tôi hiểu rồi. Vậy tôi mang theo số điểm tâm này ra đại sảnh ăn ha. Ờ, không 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 không, ý của tôi là điểm tâm cầu kỳ như vậy nhất định phải đến một nơi trời xanh mây trắng để thưởng thức, như vậy mới có lý chứ. Ừ. Thiếu gia, chẳng lẽ Quỳnh vừa nói rủ tôi đi chơi? Tôi nói như vậy chưa được rõ ràng hay sao? Quỳnh nói rõ ràng đó. May mà tôi thông minh cho nên đã hiểu ý. À, được được được, tôi sẽ theo thiếu gia đi chơi. Đi thôi thiếu gia. Ê, đợi đã. Hả? Đưa tôi. Ờ. Đi thôi. Thiếu gia, rốt cuộc Quỳnh định đưa tôi đi đâu vậy? Chắc chắn là một nơi lý tưởng. Thật sao? Tất nhiên. Quỳnh không được gạt tôi đó. Có lý nào tôi lại gạt cô? Yeah, yeah. Vậy là tốt. Yeah, 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 yeah. Cái đầu của Quỳnh đó. Cô sao vậy? Thiếu gia thành công rủ tiểu muội đi chơi, như vậy cũng không tốt hay sao? Kế hoạch của chúng ta đã thành công một nửa rồi. Tôi chỉ kêu hắn rủ Kim Châu đi thôi, có kêu hắn nắm tay người ta đâu. Nè, chẳng phải là vừa rồi cô và thiếu gia đã móc méo hứa với nhau á? Cô không được giận kia mà. Giả lại thiếu gia rủ Kim Châu đi ra ngoài chơi cũng nhằm thử sức mạnh của nó thôi, sao cô lại nghĩ sai vậy? Cô giận lây qua cho tôi nữa. Cô đúng là... Chuyện này thì có thể không giận được hay sao? Chuyện này có thể không giận được hay sao vậy? Đồ đạc chuẩn bị xong chưa? Tôi làm việc thì cô cứ yên tâm đi. Nè, 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 Quỳnh giấu nó ở đâu vậy? Hả? Yeah. Wow, con rắn này tại sao lại giống y chang như thật vậy nè? Tất nhiên, đây là một trong những pháp bảo đắc ý nhất của tôi. Lát nữa tôi làm phép lùa rắn, rắn giả sẽ lập tức cử động. Để lúc đó thì sẽ cho nó cắn vào chân của thiếu gia. Sau đó chúng ta có thể xác minh rốt cuộc Kim Châu có sức mạnh phi thường hay là không. Nhưng mà chúng ta làm như vậy có nên hay không? Để làm hại tới thiếu gia và tiểu muội của tôi đó. Rắn này là rắn giả thôi mà, đâu phải là thật đâu. Lấy gì mà làm hại tới họ được? Vậy cũng đúng. Thả ném lĩnh cửu muội đó, có thật là thả rắn giả hay không? Sao chưa thấy rắn đâu cả? Thiếu gia, Quỳnh đổ mồ hôi rồi kìa. Để tôi lau giùm Quỳnh nha. Đa tạ, đa tạ. Tôi thấy hơi mệt rồi. Hay là chúng ta ngồi nghỉ một chút đi ha. Được, được. Tôi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để cắm trại rồi. Cẩn thận hơn, đừng để cho Kim Châu phát hiện. Biết rồi mà. Thiếu gia, Quỳnh ngồi xuống đây đi. Được, được, được. Thiếu gia, hôm nay tôi chuẩn bị rất nhiều điểm tâm khoái khẩu, đều do chính tay tôi làm đó. Wow, tốt vậy sao? Đúng vậy. Nè, Quỳnh cứ thử tay nghề của tôi xem có được không. Không cần đâu, Quỳnh để tôi đút cho Quỳnh ăn. Đừng, 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 đừng. Có ngon không? Ngon lắm. Thật ra tôi cũng biết từ nhỏ thiếu gia đã là một người vô cùng lãng mạn. Tôi hy vọng có một ngày có thể cùng thiếu gia ngao du sơn thủy. Tôi thật không ngờ hôm nay ước mơ đã thành hiện thực rồi. Thiếu gia, tôi vui mừng lắm. Tôi ước gì thời gian có thể dừng ngay trong lúc này. Dừng lại ngay. Tôi vui quá. Tôi vui quá. Tốt thôi, tốt thôi. Trời ơi, đúng là hồ ly tinh thiệt mà. Quỳnh sao vậy? Nhìn gì? Dụ dỗ đàn ông hả? Nè, tuy là tôi rất muốn giúp đỡ cho cô, nhưng mà cô không có được nói Kim Châu như vậy nghe chưa? Dù sao nó cũng là tiểu muội tôi. Ơi, dụ dỗ đàn ông chẳng phải học hỏi hồ ly tinh các cô sao? Cái gì? Ê, tôi có dụ dỗ đàn ông sao? Bộ Quỳnh từng nhìn thấy hả? Thú thật là tôi chưa từng thấy hồ ly tinh ngây thơ như cô vậy á. Cô là một con hồ ly tinh hoàn toàn không có chút giống hồ ly tinh. Ý Quỳnh là sao? Ý Quỳnh là sao đây? Tôi không gợi cảm hay sao? Tôi không gợi cảm hay sao? Tôi không ma mị hả? Đừng có ồn nữa. Tôi đã thả rắn rồi. Cô mau theo dõi đi. Thật là lãng mạn. Thiếu gia, Quỳnh thấy sao? Tại sao chưa thấy rắn xuất hiện vậy? Ê trời. Con rắn đâu? Con rắn của tôi đang bò kia kìa.
Sao nó bò chậm dữ vậy trời? Bộ của bò nhanh lắm hay sao? Quýnh đợi... Ây da! Quýnh sao vậy? Tôi bị rắn cắn rồi. Cái gì? Quýnh bị rắn cắn? Ôi trời, làm sao đây? Chuyện này quá nghiêm trọng rồi. Bây giờ tôi phải cõng Quýnh về phủ. Cõng đi, cõng đi, cõng đi, cõng đi. Ê, vậy là phiền cô. Hả? Chuyện gì vậy? Quýnh wow, nhìn đi, mau nhìn đi, mau nhìn đi, nhìn đi. Trời ơi, đúng là quá giỏi. Cô nhìn ánh mắt của Quýnh ấy, diễn xuất của Quýnh ấy đúng là quá nhập vai luôn. Thiếu gia, mời của Quýnh thăm đen rồi kìa. Không kịp tìm đại phu nữa, Quýnh đưa tôi hút độc ra cho. Họ làm gì vậy? Không được đâu, cô làm vậy sẽ trúng độc đó. Xin cầu chấp nhận và thiếu gia mà hy sinh tất cả, muốn hồ lộ hút độc chứ. Lại đây, lại đây. Trời ơi, đúng là quá đáng. Tôi đỡ rồi. Quýnh đỡ rồi hả? Ê, trời ơi, mẹ ơi, tại sao cô lại ra nông nổi này? Tôi bị sao vậy? Nè, Kim Châu, nè. Trời ơi, sao lại? Võ diễn tuồng thiệt mà. Trời ơi, các người ra đây mau, xảy ra chuyện rồi. Hả? Kim Châu à? Kim Châu, Kim Châu, sao trời lại ơi, như vậy? Con ta giả bộ thôi, mau đánh thức đi. Giả bộ cái gì, cô nhìn coi. Hả? Trúng độc thật sao? Sao lại như vậy được? Con rắn đó đâu có độc đâu. Phải đó. Con rắn của chúng ta còn ở bên đó kìa. Còn con rắn mà đã cắn thiếu gia thì... Trời ơi, vậy là có con rắn độc thật rồi. Ê trời, còn thật giả cái gì? Kim Châu có mệnh hệ gì? Tôi hỏi toàn các người đó. Mau khiên cô ấy đi về ngay. Kim Châu đều là lỗi của chúng tôi. Cô mau khỏe lại đi. Tứ Hỷ Ca hứa sẽ đưa cô đi chơi một chuyến thật sự cho đã, có được không? Kim Châu thật là chu đáo, biết được mùa đông sắp tới cho nên đi mua vải dốc và kim chỉ về để may áo ấm cho cả gia đình. Đúng là đáng trân trọng. Cũng tại mình và cửu muội thiếu suy nghĩ cho nên mới gây ra chuyện như vậy. Mình thật sự có lỗi với cô ấy. Vận may đã đến. Bên này Lưu Thứ Hỷ đã tự nộp mạng rồi. Ta xem ngươi chạy đâu cho thoát. Thật đáng chết. Lại là con cháu của Hắc Đại Dương làm hỏng chuyện của mình rồi. Một khi có con kiến đó ở nơi này sẽ không thể hút tinh khí của Lưu Thứ Hỷ được. Không còn cách, mình buộc phải nhịn hắn. Chờ khi con kiến biến mất, mình sẽ ra tay sau. Đây 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 đây. Từ từ. Nè, từ 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 từ. Cố miếng nước đi ha. Nè. Thiếu gia không chỉ đẹp trai mà còn chăm sóc tôi một cách chu đáo. Cho dù tôi chết thì quên ấy cũng không hối tiếc. Thiếu gia. Hả? Quỳnh đối với Kim Châu thật là quá tốt. Ê nè nè khoan, cô định đi đâu vậy? Bây giờ trời đã tối, chắc thiếu gia vẫn chưa ăn cơm chứ gì. Kim Châu bây giờ sẽ đi xuống bếp để nấu cơm chiều cho thiếu gia ăn ngay. Ê trời, cô vì tôi mới bị trúng độc nên do tôi chăm sóc cô mới đúng chứ, phải không? Sao có thể để thiếu gia hầu hạ Kim Châu chứ. Từ xưa đến nay đàn bà con gái phải xem chồng như ông trời. Để tôi hầu hạ thiếu gia mới đúng. Thiếu gia là tấm thân ngàn vàng, cho nên Kim Châu hầu hạ thiếu gia chu đáo mới đúng đó. Cô đừng lo cho tôi, chất độc trong cơ thể của tôi đã được cô hút hết rồi. Nhưng thời gian gần đây tôi có một chuyện này muốn nói rõ với cô, không muốn để cô phải hiểu lầm tôi. Đó là Kim Châu. Kim Châu à. Ê, ê, đừng, không cần phải đa lễ như vậy. Không cần phải đa lễ đâu. Cô vì Tứ Hỷ cho nên mới bị trúng độc. Lưu gia chúng tôi thiếu nợ cô rất nhiều. Bây giờ cô cảm thấy sao rồi? Đa tạ.
Tin lão gia và phu nhân cứ yên tâm, bây giờ tôi cảm thấy đã đỡ nhiều rồi. Được thiếu gia hết lòng chăm sóc cho tôi, bây giờ Kim Châu đã thấy đỡ nhiều. Cô sao vậy? Cô lại thấy đau nữa à? Tôi không sao đâu thiếu gia, tôi không sao. Chàng nhìn xem họ lo nhau chu đáo quá, càng lúc càng giống hai vợ chồng. Mẹ đừng nói bậy nữa. Có gì mà con phải ngại ngùng, không cần mắc cỡ làm gì. Kim Châu à, cô có yêu cầu gì cứ việc nêu ra với thiếu gia ha. Kim Châu vì con kể cả mạng sống cũng bất chấp, cho nên con phải biết quý chuộng tình cảm và hết lòng lo cho Kim Châu, con có hiểu không? Con hiểu rồi mẹ. Phu nhân, thật ra tôi không nên nêu ra yêu cầu gì với thiếu gia đâu. Chẳng qua hy vọng thiếu gia khi nào rảnh rỗi có thể đưa tôi ra ngoài vườn dạo chơi, như vậy vết thương của tôi sẽ sớm hồi phục hơn, và sớm hầu hạ lão gia và phu nhân. Tôi không biết thiếu gia có đồng ý hay không. Trời ơi, đồng ý đồng ý, tôi thay Tứ Hỷ hứa với cô, đồng ý, có gì đâu mà không đồng ý. Phải lo cho cô ấy, cô nghe chưa? Con nghe rồi. Bất luận thế nào, lần này Kim Châu vì mình mới bị trúng độc, mình đã đi thăm cô ấy mới đúng. Yểu điệu mật mà lần trước Dạ Quyển ca cho mình có tác dụng bổ khí, mình mang tặng cho cô ấy, hy vọng cô ấy sớm hồi phục. Nè, qua đây. Hả? Chuyện gì vậy? Phen này ta thật sự thấy yên tâm rồi. Cô Tứ Hỷ chăm sóc cho nó, tiếp thấy Kim Châu đã đỡ hơn nhiều rồi. Ý của ta không phải như vậy. Ý của ta muốn nói, xưa nay ta cho rằng Tứ Hỷ vì cứu muội sẽ không lấy Kim Châu về làm vợ, nhưng theo tình hình vừa rồi cho thấy chắc là có hy vọng đó. Trời ơi, chẳng quá lo xa thôi. Hôn nhân đại sự phải do cha mẹ quyết định, không thể mặc cho Tứ Hỷ hôm nay thương người này, ngày mai thương người kia, ngày mốt lại đổi cô khác, không thể như vậy được. Trời ơi, nàng nói như vậy không sai, nhưng mà ta vẫn hy vọng Tứ Hỷ có thể sống cho vui vẻ. Về chuyện hôn nhân không thể miễn cưỡng được, nàng chưa nghe hay sao? Làm cô sẽ mất hạnh phúc đó. Dương Tuấn còn nói mình và Tứ Hỷ có nhân duyên ba kiếp, phu nhân có thành kiến với mình như vậy, nhân duyên giữa mình và Tứ Hỷ e rằng phải chờ kiếp sau rồi. Vậy là thiếp hiểu được phần nào rồi. Chàng đã hối hận gì lấy thiếp? Được thôi, vậy chàng cứ từ thiếp đi rồi lấy người khác. Trời ơi, đã là vợ chồng già rồi, kiếp này ta lấy được nàng ta đã mãn nguyện rồi. Nếu nàng không tin, ta xin thề Lưu Kiến ta chàng xin thề. Thà thiếp tin lời ma nói còn hơn tin lời của chàng nói đó. Vậy ta là con ma già rồi. Chàng chính là con ma già. Kỳ Trú, anh đừng giận, đừng giận. Kỳ Trú. Kỳ Trú à. Đa tạ huynh. Cô sao vậy? Hả? Có lẽ vừa rồi tôi ăn gấp quá, cho nên cảm thấy bây giờ tim của tôi hình như là nó không đập nữa. Không thể nào. Vậy tôi dỗ giùm cô nha. Khôn tứ càng, hàm yêu giải dạng. Thu, bất thu. Phương khôn tứ càng, chấn nhất cân tiên. Càng khôn
bất tường, thiên cân nhất chân, dạng yêu giải hạn, ác hồ đính. À, rốt cuộc tôi đã luyện thành rồi. Càn khôn tứ phương, thu nhiếp bất tường, thiên cân nhất chấn, dạng yêu giải hàng, áp hô đỉnh đi. Chà, khi tôi đã khổ luyện một thời gian, rốt cuộc tôi đã luyện thành một trong những tuyệt kỹ của Lưu gia chúng tôi rồi. Hỡi quần áo xinh đẹp, ráng vào tôi đi. Giờ sau khi tôi tóm được cửu muội, tôi sẽ có tiền mua hết các bạn về nhà. Chào thiếu gia. Chào thiếu gia. Chào. Nè, làm gì vậy? Muốn tôi chết hả? À, nè, khoan. Cho sao cô lại giận dữ như vậy? Chúng ta đã móc méo cam đoan mà. Lần này đánh cược không ảnh hưởng tới tình cảm của chúng ta, sao cô lại trở mặt như vậy chứ? Sao hả? Tìm tôi tính sổ sao? Tính sổ thì tôi không dám, nhưng có câu chấp nhận chơi thì chấp nhận chịu. Rốt cuộc chúng ta đã chứng minh Kim Châu thật sự chân yếu tay mềm, chứ không phải là sức mạnh phi thường. Cô không được chối đó nha. Thế nào là không được chối? Lần này vốn dĩ không tính. Ả Kim Châu đó đã bị con rắn đó cắn trúng rồi, sau đó thì ngất đi ngay. Vốn dĩ không hề cõng huynh mà, phải thử thêm một lần nữa. Thôi được, không tính thì không tính, cứ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì hết. Tôi cũng không bắt cô làm khỉ đột đi dạo ngày phố chợ. Vậy là tôi cần phải đa tạ huynh có phải không thiếu gia? Không có gì, không có gì ha. Chỉ cần sau này cô đừng nhắc chuyện Kim Châu có sức mạnh phi thường, mà là chân yếu tay mềm. Như vậy chúng ta xóa bỏ ha. Mấy người đúng thiệt là khó hiểu quá. Cái Ả Kim Châu đó rõ ràng là bề ngoài của ả giống như là một người phụ nữ chân yếu tay mềm vậy, nhưng mà thật ra thì ả có sức mạnh phi thường nè, còn giả bộ như mình bệnh sắp chết luôn rồi, cần người ta chăm sóc cho. Ả đúng là đáng ghét. Vậy sao? Tứ Hỷ, Tứ Hỷ, quên được quên rồi. Tứ Hỷ à? Tứ Hỷ, Tứ Hỷ à? Trời ơi, thôi được rồi, Tứ Hỷ à? Được rồi, bắt người ta, cứ muội về phòng phải đi ngang qua chỗ này. Tôi cứ ôm cây chờ thỏ, tôi cho áp hồ đỉnh mai phục tại đây, chờ ả mắc bẫy thì được rồi. Chuyện điên đảo trước sau đã đành rồi, bây giờ còn chạy tới đây ngủ nữa chứ. Không ngờ là tác dụng phụ của viên thuốc đó lại mạnh tới như vậy, dồn người ta vào đường cùng luôn. Tuy là chúng tôi có xích mích với nhau, nhưng mà nghĩ lại thấy ả cũng tội nghiệp.
Lưu Ngữ, Lưu Ngữ. Nè, thiếu gia, Quỳnh xem trăng đêm nay tròn lắm. Đa tạ thiếu gia, có thể cùng huynh dạo chơi ngắm trăng, trò chuyện tâm sự. Tôi thật sự thấy vui mừng và hạnh phúc lắm. Tôi thật không thể ngờ được chúng ta lại có được như ngày hôm nay. Chúng ta không có tâm sự gì hết. Chẳng qua tôi đưa cô đi dạo chơi thôi, không có ý nghĩa đặc biệt gì. Không. Hả? Chỉ cần thiếu gia đưa tôi đi dạo chơi, tôi có thể vui mừng một thời gian rồi. Chẳng qua tôi thấy lo, lúc này cảnh này nó sẽ biến mất ngay. Kim Châu à, thật ra thì trong thâm tâm của tôi có một chuyện quan trọng muốn nói với cô. Chuyện gì vậy thiếu gia? Đừng nháy mắt nữa mà, tôi thấy chóng mặt quá. Cô đã chuẩn bị xong chưa? Xong rồi. Tôi cho cô hay, tôi rất chung thủy. Ngoại trừ cửu muội ra, trong lòng tôi không thể có thêm cô gái khác. Thiếu gia. Không được, vì muốn giữ chân thiếu gia, tôi phải sử dụng chiêu thứ hai lớp đào tạo của dâu hiền. Như sự ma mị của hồ ly, tuy chiêu này có hơi mắc cỡ, nhưng để lấy được thiếu gia tôi phải liều một phen. Thiếu gia, thật ra tôi cũng đang có rất nhiều chuyện muốn nói với huynh. Tôi đã nói quá rõ rồi, cô còn muốn nói gì nữa? Cô có nói cũng như không à. Chào cô. Thiếu gia, huynh đừng đi. Đổ tôi đi. Huynh đừng đi mà. Đổ tôi đi. Thiếu gia, huynh đừng đi. Thiếu gia. Thiếu gia, cho tôi giữ một lát có được không? Tôi cảm thấy hình như bệnh của tôi lại tái phát. Cô thấy sao? Chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi nghỉ đi hả? Có được không? Hả? Bệnh gì mà lâu như vậy không khỏi? Không lẽ là bệnh tương tư sao? Tôi nghĩ cô chỉ có chết mới khỏi được. Ôi trời ơi, hộp kim chỉ của tôi bị rớt rồi. Không sao đâu, tôi lượm giúp cô. Cô đứng im nha, đừng cử động đó. Môi của cô có sao không vậy? Cô có sao không? Thiếu gia, vừa rồi sơ ý bị trật chân đó, đau quá. Quỳnh có thể xoa bóp giùm tôi được không? Có thật không vậy? Thiếu gia, chân của tôi rất là đau. Được rồi, tôi xoa bóp giùm cô cho. Thiếu gia, không phải là ở chỗ đó. Cao hơn chút nữa. Hồ ly tinh thúi. Hồ ly tinh. Ác hồ địch đi. Ây da, khó chịu quá. Tại sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều đồ chơi vậy? Tứ hỷ. Tứ hỷ à, mau ra đây, nhanh lên đi. Nhanh lên. Tứ hỷ có sao không vậy? Quỳnh có làm sao không? Không sao. Tại sao cô lại ở đây vậy? Tôi lo cho Quỳnh đó, nào ngờ chứng kiến Quỳnh và Kim Châu ân ái vui vẻ như vậy. Nè, không có chuyện như vậy. Vừa rồi tôi chỉ định nói rõ mọi chuyện với Kim Châu mà thôi. Tôi nói trong lòng tôi chỉ có cô thôi, không có cô ấy. Tôi nói trong lòng tôi chỉ có cô, không có cô ấy. Quỳnh có biết hay không, vừa rồi tôi xém đứng tim luôn. Cô đau lòng rồi hả? Xin lỗi Quỳnh. Cái gì? Thiếu gia, cái này nặng quá. Wow. Tôi sắp chịu hết nổi rồi. Món đồ chơi này tôi cũng chống chọi không nổi, tính sao đây? Làm sao tôi biết nên làm sao đây? Nó là pháp bảo của Lưu Gia Quỳnh mà. Quỳnh hỏi tôi biết hỏi ai? Tôi biết rồi, tìm cha tôi là được. Cha tôi tới rồi. Một cái, dừng tay. Con hồ ly tinh. Kim Thủy Tương Hoán, Cửu Lôi Tụ Đỉnh, thu. Đa tạ lão gia cứu mạng. Kim Châu, cô lấy đâu ra thần lực như vậy? Kể cả áp hồ đỉnh cô cũng chống chọi nổi. Đúng đó. Lão gia, chuyện là như vậy. Tại vì lúc đó tôi thấy thiếu gia đang đứng cạnh tôi, tình hình nguy ngập, tôi vì cứu thiếu gia cũng không biết từ đâu có sức mạnh ban cho tôi. Có lẽ đây chính là sức mạnh của tình yêu. Chắc lão gia cũng biết thường ngày tay chân của tôi yếu mềm, đúng vậy không? Đúng. Ôi trời ơi, chóng mặt quá. Bên kia.
Nè, trời ơi, cô ngã qua bên tôi làm gì? Trời ơi, có sao không vậy? Chóng mặt quá. Ê. Dạ Khuyển ca. Cô muội, đứng dậy đi. Đứng dậy đi, đừng có giỡn nữa. Quỳnh sao vậy? Có chuyện gì mà vội vã tới tìm tôi? Hôm nay cô lại ra tay cứu Lưu Tứ Hỷ. Mục đích mà nữ dương phái cô đến đây là để hạ Lưu Tứ Hỷ rồi hút tinh khí của hắn ta. Cô chẳng những không giết hắn, còn năm lần bảy lượt giúp đỡ cho hắn ta. Cô muội à, rốt cuộc cô là người hay là yêu vậy? Nếu như cô còn làm như vậy, tôi nghĩ là cô nên trở về Linh Sơn cho dứt khoát đi. Trời ơi, tôi biết tôi là hồ yêu chứ không phải là người. Nếu như tôi là người thì chuyện này đã được giải quyết rồi còn gì. Thôi được, tôi không nói nhiều với huynh nữa. Tôi phải trở về Lưu gia ngay, tôi không trở về Linh Sơn đâu. Vậy tôi ăn nói sao với nữ dương đây? Lần này tôi trở về Linh Sơn để gặp nữ dương báo cáo về cô gần đây, chẳng lẽ cô kêu tôi gạt bà ấy à? Hả? Trời ơi, tôi đã biết rồi mà. Huynh về báo cáo với mẹ của tôi ở Lưu gia chơi vui vẻ lắm luôn đó, hàng ngày. Mẹ tôi biết tôi đang chơi vui vẻ như vậy, bà ấy sẽ không hỏi tiếp nữa đâu. Cô đang tự gạt mình thôi. Cửu muội à, cô nên dứt khoát từ lâu rồi, cô có biết hay không?